cô chào các con. Chào mừng các con đến với kênh Giáo dục tiền tiểu học. Hôm nay, chúng ta cùng làm quen cách viết chữ giờ trong bảng chữ cái tiếng Việt. Chúng ta bắt đầu học bài nhé. Nét 1. Cong kín. Đặt bút dưới đường kẻ 3 một chút. Viết nét cong kín từ phải sang trái. Nét 2. Móc ngược phải. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5. Viết nét móc ngược phải sát nét cong kín. Đến đường kẻ 2 thì dừng lại. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo. Các con nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất và comment nếu các con có góp ý, yêu cầu thêm bài tập nhé. Chào các con!